Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay chương trình làm video chia sẻ cho quý vị và các bạn kinh nghiệm về khử trùng nhà màng. Nội dung của video gồm 3 phần, đó là trả lời câu hỏi tại sao chúng ta cần khử trùng trước khi trồng cây. Nội dung thứ hai là một số loại thuốc bảo vệ thực vật khi đã sử dụng thấy hiệu quả thì muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn tham khảo. Cuối cùng là một số cái lưu ý khi mình khử trùng. Như quý vị đã biết, sau mỗi vụ thì sâu bệnh hại tồn lưu rất nhiều trong farm, đặc biệt như là bọ trĩ này, dày xanh, dày phấn trắng, rồi bướm sâu xanh sọc trắng hoặc là các con nhộng của nó, nhện đỏ, rồi một số các loại bào tử nấm như là nấm phấn trắng, sương mai, than thư, hay là vụ trước bị chết heo xanh thì vi khuẩn nó còn tồn tại trong farm. Cho nên chúng ta cần lưu ý, nếu không được khử trùng tốt, sâu bệnh hại sẽ phát triển rất nhanh. Thì chỉ cần ban đầu farm của mình nó còn vài con bọ trĩ thôi, hoặc là dày phấn trắng, hoặc là dày xanh, sau khoảng một tuần nó sẽ sinh sản rất nhanh và mình phải xịt thuốc rất tốn kém nha, và nó rất ảnh hưởng đến cây trồng của mình. Và nếu mình không khử trùng trước khi mình đã trồng cây rồi mới quản lý sâu bệnh hại thì sẽ gặp một số vấn đề sau này. Nếu mà thuốc đặc trị hiệu quả mà giá rẻ thì thường rất nóng nha. Một số các loại thuốc có gốc dầu khoáng như gốc OC này, ví dụ như hoạt chất cypermethrin, nó rất hiệu quả tiêu diệt các loại sâu. Tuy nhiên nó lại rất nóng. Nếu mình xịt lên cây thì đặc biệt là cây họ dưa bầu bí thì nó sẽ dễ gây cháy lá. Tuy nhiên nếu mà mình chưa trồng, sử dụng để phun khử trùng nó lại rất hiệu quả bởi vì giá thành nó rất là rẻ. Và thuốc đặc trị hiệu quả mà ít ảnh hưởng lên cây thì chi phí lại rất cao. Các loại thuốc của công ty như Syngenta hoặc là Bayer hay là Dubon của Mỹ chẳng hạn thì nó rất là đắt tiền. Còn thuốc mà ít ảnh hưởng cây, tức là nó mát cây á, giá hợp lý thì quản lý sâu bệnh hại nó lại hiệu quả chưa cao. Và khi mình phun thuốc lên cây thì gặp phải vấn đề lớn là tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản. Và thực sự là khi dịch hại nặng thì phun thuốc mấy cũng không hiệu quả, kể cả là thuốc đắt tiền, và năng suất nó giảm rõ rệt. Ví dụ như nó làm cái tỷ lệ trái lợi một nó giảm này, hoặc năng suất giảm, và mình phải xịt thuốc rất là nhiều, nông sản không còn là nông sản sạch nữa. Cho nên là khi farm mình mới làm thì 2-3 vụ đầu làm rất là ít dịch hại, làm dễ làm lắm. Nhưng mà bắt đầu đến vụ thứ tư, thứ năm trở đi, dịch hại nó bắt đầu nó tích lũy tăng dần, dẫn tới là mình không khử trùng trước và mình trồng thì sâu bệnh hại nó rất nặng nha. Đặc biệt là bọ trĩ và nấm phấn trắng trên cây hoặc là chết heo xanh chẳng hạn, là những căn bệnh mà nó lây lan nhanh cũng như rất là khó trị, kể cả là thuốc đắt tiền. Đó là lý do vì sao mà ý chí khuyên quý vị là nên cân nhắc chúng ta khử trùng trước khi trồng. Nó sẽ tiết kiệm chi phí, giảm rủi ro cũng như là nó rất hiệu quả. Thì sau đây là một số loại thuốc bảo vệ thực vật mà Ichi đã sử dụng, Ichi chia sẻ cho quý vị tham khảo nha. Đầu tiên là hoạt chất cypermethrin này. Một số thuốc trên thị trường như là Sạch Sài Gòn hoặc là Sirut của công ty Đồng Xanh thì thuốc này đặc trị sâu, nhện đỏ, cơ chế là tiếp xúc bị độc, không nên pha trộn chung với lại thuốc có tính kiềm hoặc là lưu huỳnh. Ví dụ như không được pha chung với cốc 85 này, hay là vôi, hay là chlorazin, hoặc là cái thuốc có chứa lưu huỳnh như là cumulus. Tiếp theo là hoạt chất alpha cypermethrin. Đây là cái gốc thuốc phổ rộng này, nó đặc trị như hầu hết các loại côn trùng. Ichi hay sử dụng nó là thuốc bét tóc của công ty Việt Thắng nha. Tiếp theo là hoạt chất chlorpyrifos. Ngày trước thì Ichi hay dùng là chlorpyrifos ethin, nhưng gốc đó bây giờ bị cấm rồi. Thì công ty Mark Pacific nó mới ra gốc mới là chlorpyrifos methin, như là thuốc taron 50 AC này. Thì đây cũng là một thuốc phổ rộng nha. Nó ngoài tiếp xúc bị độc lưu dẫn thì nó tác dụng là xông hơi nè, cho nên khi khử trùng nó rất hiệu quả luôn. Thuốc này cũng là một thuốc phổ rộng này, đặc trị bọ trĩ này, sâu xanh da láng, sâu xanh sọc trắng, đẹp xác. Tiếp theo là gốc thuốc phenobucat, mà Ichi hay sử dụng là thuốc Basa của công ty Việt Thắng Bắc Giang luôn. Thuốc này thì chuyên về rầy, và trong dưa bầu bí thì khó trị nhất là con rầy phấn trắng, còn các loại như rầy nâu, rầy xanh thì nó khá là dễ trị. Thì mình phải kết hợp gốc này với một số loại gốc thuốc khác, và nếu farm mà có rầy phấn trắng thì mình phải xịt 2 lần thì nó mới đảm bảo là nó giảm rủi ro được. Cái rầy phấn trắng cực kỳ khó chịu nha quý vị. Tiếp theo là hoạt chất phenthoát kết hợp với phenobucat, thì một số sản phẩm như là hốc xăng của công ty nông dược 2 này, hay là abasa của Ngọc Tùng. Đây cũng là một thuốc phòng trị phổ rộng nha, chuyên trị sâu và các loại chích hút. Và lưu ý là thuốc này nó rất hiệu quả, tuy nhiên nó hôi, cho nên nếu mà ở gần nhà dân thì mình cân nhắc mình dùng đúng liều, hoặc là mình không dùng thuốc này nhé, nó rất hôi. Còn nếu mà cách xa nhà dân thì có thể tăng liều, thì thuốc này nó cực kỳ hiệu quả. Tiếp theo là hoạt chất dimethoát này. Đây cũng là thuốc trừ sâu hỗn hợp phổ rộng nha, và nó có tác dụng xua đuổi, cho nên nếu mình quý vị trồng cây ở ngoài nhà màng, ngoài ruộng thì cũng có thể sử dụng thuốc này để xịt khử trùng trước khi trồng. Nó sẽ có tác dụng xua đuổi rất tốt để bảo vệ cái cây con của mình lúc ban đầu nó đang còn yếu. Nó chuyên đặc trị là sâu, rầy và diệp xác, và nó cũng giống như cái thuốc hóc xăng kia, tức là nó rất hôi, cho nên khi khử trùng gần nhà ở thì mình cũng cân nhắc. Tiếp theo là hoạt chất thiamethoxam, thì Ichi hay dùng là thuốc Nofara. Thuốc này thì chuyên đặc trị là bọ trĩ và rầy nha. Nó cũng khá mát, cái này có thể xịt cho cây được.
Tuy nhiên cái giá thành nó khá rẻ, cho nên là anh chị hay sử dụng để khử trùng. Trong trường hợp là bọ chỉ nặng thì sẽ để dùng để khử trùng lần hai. Tiếp theo là hoạt chất acetamiprid này, anh chị hay dùng là gói Actatox hoặc là Arsen, anh chị hay dùng để phòng trị bọ chỉ và các loại giày. Giá thành nó khá hợp lý. Tiếp theo là một số cái thuốc trừ bệnh từ nấm khuẩn rong tảo. Hoạt chất copper oxychloride có trong sản phẩm COC 85 chuyên về diệt khuẩn nấm rong tảo, nó rất hiệu quả nha. Thuốc này thì giá nó hơi cao một chút, tuy nhiên nó lại diệt được cả nấm khuẩn. Tiếp theo là chlorazin. Chlorazin thì nó là một hoạt chất tẩy rửa diệt khuẩn và rong rêu cực kỳ hiệu quả nha. Như trong farm có rong rêu hoặc là vụ trước bị các bệnh về khuẩn như là chết heo xanh hoặc là thối thân vi khuẩn thì mình dùng chlorazin này nó rất hiệu quả luôn. Này, rong rêu nó bám trên cái màng sau mùa mưa và giá nó cũng rất là hợp lý luôn. Tiếp theo là hoạt chất mancozeb, thì thuốc này chuyên phòng trị nấm nha. Tiếp theo là hoạt chất hexaconazole, thì hay dùng để phòng bệnh phấn trắng trên rêu bầu bí nha. Nó có thể xịt được trực tiếp lên cây luôn, tuy nhiên nó vẫn hơi nóng, nên khi cây lúc lớn sau khi thụ phấn xong mình mới sử dụng. Và nếu mà vụ trước mà phấn trắng nặng thì IT cũng vẫn dùng nó để khử trùng để nó giảm bớt cái áp lực bệnh trong mùa mưa đi. Và cuối cùng là vôi nung hay còn gọi là vôi đá hoặc là vôi ăn trầu. Vôi này thì khi gặp nước nó sẽ sôi và rất nóng nha. Ở trên thị trường thì có bán rất là nhiều loại vôi bột, tuy nhiên đôi khi nguồn gốc của nó lại là đá vôi hay là vỏ sò xay mịn, thành phần nó là canxi carbonate, nó không tan trong nước cũng như là cái tính kiềm còn không cao, nên cái tác dụng diệt nấm khuẩn rong rêu diệt nói chung là khử trùng của nó đó, nó sẽ rất ít hiệu quả. Mình nên mua vôi đá này về tưới nước lên, nó sẽ nở thành vôi bột và mình rải khắp bề mặt nền để khử trùng là tốt nhất. Và do nó có tính kiềm mạnh cho nên là nó sẽ phá thuốc khi tiếp xúc, cho nên nó luôn luôn là được sử dụng sau cùng, như là thuốc sâu mình phun trước, sau đó là mình đến khử trùng bằng thuốc nấm khuẩn và sau cùng là mới rải vôi nha. Và cuối cùng là một số lưu ý khi khử trùng là nếu mà vụ trước bị nhiều đối tượng dịch hại thì khi phối trộn thuốc cần lưu ý để không bị phá thuốc. Ví dụ như vụ trước cây nó bị bọ chỉ nhiều và nó kèm theo bị bệnh phấn trắng thì ví dụ như thuốc alpha cypermethrin này và cypermethrin số 1 này là thuốc đặc trị sâu này, hoặc là số 2 này nó trị thêm bọ chỉ này, thì nó kỵ thuốc có tính kiềm thì mình không nên phối chung với nhau. Do mình tiết kiệm công phun xịt nó mất công mất thời gian thì mình đổ chung hai cái này vào mình xịt luôn, thì dẫn tới cái thuốc COC 85 này nó sẽ kết hợp với mấy cái gốc thuốc này và cuối cùng là nó bị hư thuốc của mình nha, nó không có tác dụng, là mất tiền mất công mà không quản lý được dịch hại tốt, cho nên là mình sẽ phải xịt riêng. Dù mất công thì thuốc sâu mình phải xịt trước, sau đó là đến thuốc nấm mình xịt sau đó vài ngày. Tiếp theo là nếu dịch hại nặng thì mình phải khử trùng ít nhất 2 lần, lần kế thì mình dùng gốc thuốc khác và mỗi gốc thuốc thì mình không nên dùng quá 2 lần trên một vụ. Ví dụ như bị bọ chỉ nặng thì lần đầu trước khi trồng 21 ngày đi, mình xịt cái thuốc số 1 này cypermethrin và thuốc số 2 gốc alpha cypermethrin đi, hai cái này. Sau đó thì mình lại tiếp tục mình xịt gốc thuốc như là số 7 này thiamethoxam và số 8 acetamiprid chẳng hạn, nó chuyên về trị bọ chỉ đi lần thứ hai, thì sau 14 ngày trước trồng. Hoặc là mình kết hợp bốn loại gốc thuốc đó, nếu nó không bị phản ứng, không bị phá thuốc thì mình có thể xịt bốn gốc thuốc đó một lần cũng được. Thì ít nhất là 2 lần hoặc là nhiều gốc thuốc để tiêu diệt cái mầm bệnh triệt để. Và nếu mà nhiều nhà màng ở một chỗ thì nên khử trùng toàn bộ xung quanh tránh lây lan. Ví dụ như chúng ta có 3 farm thì farm số 1 đang trồng cây, farm số 2, số 3 là không còn cây nữa. Thì khi mình khử trùng, mình muốn trồng farm số 2 thì cũng phải nên khử trùng luôn cái farm số 3. Vì tránh trường hợp là ví dụ như công nhân farm số 3 họ đang dọn dẹp nhưng mà thiếu người thì mình điều họ sang làm farm số 2 sẽ mang theo cái mầm bệnh, cái dịch hại nó sang farm số 2 của mình. Cho nên sẵn mình khử trùng thì mình khử trùng hết, bao gồm là mình khử trùng các farm xung quanh, khử trùng bên ngoài luôn, phun các loại thiết bị dụng cụ sử dụng trong farm như xe rùa hay là tất cả mọi thứ mình phải khử trùng hết. Và nên phun bằng máy nén thì nó sẽ hiệu quả hơn, vì ví dụ như một farm mình dùng 200 lít nước chẳng hạn, mình dùng bình điện hoặc là bình máy thì nó sẽ phải quấy bình rất là nhiều, nó cực công, cũng như là cái áp lực phun ra nó không lớn thì mình sẽ không phun kỹ ở các ngóc ngách được, cho nên nên phun bằng máy. Vừa rồi đó là một số cái kinh nghiệm thực tế khi đi chi làm, thấy rằng là nếu mình không khử trùng trước thì khi dịch hại như là bọ chỉ nó phá đi, dẫn tới là khi mình có cây rồi mình sẽ xịt thuốc nó vừa không hiệu quả, không quản lý được hết bệnh mà năng suất thì nó giảm cực kỳ nhiều, thì so với việc mình đầu tư 1-2 triệu để khử trùng farm thì nó sẽ giảm bớt rủi ro. Còn nếu mà mình không khử trùng trước thì khi dịch hại nó nặng á thì mình vừa tốn tiền mua các loại thuốc đắt tiền để xịt mà cuối cùng nó cũng không hiệu quả thì dẫn tới là mình bị lỗ rất nhiều, có thể thiệt hại là nó tới mất đi hơn 50% nếu mà gặp các đối tượng như bọ chỉ hoặc là bệnh phấn trắng hoặc là sương mai. Ba bệnh nó sẽ rất là nặng và nhanh cũng như là nó rất khó trị, kể cả là mình dùng thuốc đắt tiền nha.
video này thì cũng khó tránh khỏi thiếu sót, thì rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị ở phần bình luận video nha. Xin chào và hẹn gặp lại.